trước kiếm chiêu của tiêu huyền vô danh biết số phận của mình đã định sẵn hắn cúi đầu muốn chém muốn giết tùy người tiêu huyền nhìn vô danh khẽ bật cười rồi anh phẩy tay một cái thu hồi kiếm quyết tất cả kiếm khí đang cuồng nộ lao đến vô danh trong nháy mắt tan biến luồng linh lực cường hạn phủ kín tựa rông bão cũng tan ra lộ ra bầu trời quang đãng tiêu huyền chấp tay ra sau lưng tiêu sái nhìn xuống nói xem ngươi nhận thua cũng khá sảng khoái rồi vậy tha cho người một mạng tiêu huyền xét thấy vô danh có chút tâm khí cũng coi như là một kẻ rắn giỏi có khí cốt tiêu huyền đáp xuống quay lưng đi về phía đám người đồ nhi đang đợi sẵn anh còn để lại lời nhắn nhủ với vô danh ta là tiêu huyền nếu muốn báo thù lúc nào cũng hoan nghênh nhưng mà việc hộ vệ của ngươi thất bại cũng sẽ tự có người tới tìm ngươi tính sổ ngươi phải giữ lấy mạng mà sống tiếp mới được nghe đến đây vô danh bỗng có cảm giác ớn lạnh tiêu huyền như cảnh cáo hắn tránh được vỏ dưa thì cũng sẽ gặp vỏ dừa vậy tiêu huyền nhìn tô mộc hàm cười khẽ được rồi dù sao đều đã là đồ nhi của ta rồi vậy thì cùng mộc hàm đi cứu phụ thân của cô ấy đi Tô Mộc Hàm lúc này lòng đang tràn ngập sự ngưỡng mộ, đỏ mặt đáp lời, "Đa tạ sư phụ." Chị nô đằng sau thì rất hào hứng, màn giao đấu vừa rồi của sư Tôn thực sự quá hoành tráng, nàng vui vẻ ngợi ca sư Tôn ngầu quá. Vô Danh nhìn bóng lưng Tiêu Huyền cùng các đồ đệ rời đi, trong lòng hắn không khỏi dâng lên một cảm giác ngưỡng mộ, trẻ tuổi như vậy lại có trình độ như thế này, thật sự bất phàm. Vô Danh thi triển khinh công nhảy đi, khóe miệng khẽ lộ ra một nụ cười như còn vương vấn khí chất bất phàm của người tên Tiêu Huyền kia. Nếu ta có thể sống sót với sự truy sát của Uông gia, có cơ hội nhất định sẽ gặp lại hắn. Một lúc sau, ba sư đồ Tiêu Huyền đã đến Tô phủ. Chỉ Nô háo hức nhìn ngắm xung quanh, oa, xem ra sư muội cũng là đại phú hộ nha. Tô Mộc Hàm nhìn Tô phủ, thấp giọng thở dài, thân sắc có chút ảm đạm, ở thời của phụ thân ta, Tô phủ quả thật rất giàu có, nhưng từ khi ta nên làm gia chủ, Tô phủ ngày một kém đi, bây giờ cũng không còn được như trước. Rồi nàng chợt trở nên u buồn, khuôn mặt lộ ra vẻ lo lắng, thật ra mọi người không nên giết ung Vinh, phụ thân hắn Ung Thành không chỉ là thành chủ còn là trưởng lão của lạc vân tông nghe nói năm đó cùng trưởng môn của lạc vân tông vào sinh ra tử quan hệ rất thân thiết mọi người động tới hắn sau này sợ rằng sẽ còn nhiều phiền phức lắm chị nô nghe xong thì ánh mắt tràn đầy lửa giận nàng nắm chặt tay tuyên thể với tô mộc hàm chắc như đinh đóng cột bọn chúng dám tới ta sẽ khiến chúng không còn đường về lạc vân tông vốn dĩ cũng là mục tiêu lần này của ta tô mộc hàm nghe vậy trong lòng liền thanh thản chút nàng vội đẩy cửa lớn mời hai người bước vào hai vị xin mời bên này cửa phòng dần mở một bóng người đang ngồi giữa chính điện dần hiện ra người đàn ông trung niên mặc một thân cẩm bào này là nhị thúc của tô mộc hàm tô hoành viễn ánh mắt ông ta nhìn tô mộc hàm âm trầm khiến người run sợ vừa thấy tô mộc hàm bước vào ông ta đã đập ghế quát lớn tô mộc hàm sau đó ông ta chỉ tay về phía tô mộc hàm ngữ khí đầy phẫn nộ tô mộc hàm cái đồ bất hiếu nhà ngươi ngươi còn mặt mũi quay về sao tô mộc hàm trố mắt tại chỗ kinh ngạc hỏi nhị thúc ư còn có các vị tộc lão nữa mấy vị đại gia các người sao đều ở đây nhìn thấy dáng vẻ kinh ngạc của tô mộc hàm Chí nô cũng thấy tình huống này thật bất thường nàng lẩm nhẩm đây là sao tiêu huyền thầm nghĩ có vẻ người tới đều không tử tế gì lúc này bên cạnh tô hoành viễn một người phụ nữ có dáng vẻ chua hoa đứng dậy chống lạnh chỉ tay thẳng mặt tô mộc hàm à chính là tam cô của tô mộc hàm tô nhuận nguyệt khuôn mặt à ta cau có khó chịu cay nghiệt mắng tô mộc hàm ngươi còn dám hỏi chúng ta nếu không ở đây đều không biết tô gia đã bị ngươi bán hết rồi tiện nhân nhân lúc đại ca trọng thương hôn mê lấy tài sản của tô gia đến thiên cơ lâu hưởng lạc những người này đều là phân gia của tô gia, đối với dòng chính có lòng thù ghét. Lúc này bỏ đá xuống giếng, đối xử với tô mộc hàm cũng không có chút tôn trọng nào. Một đám vinh váo tự đắc chỉ về phía nàng chửi rủa. Trước những lời gắn ghép, xỉ nhục của đám người này, tô mộc hàm cau mày khó chịu, nàng tức giận phân giải: Không phải đâu, ta bán gia sản không phải để hưởng lạc, là để mua dung tâm hỏa liên cứu mạng cha ta. Tô nhuận nguyệt vẫn tiếp tục lớn giọng: Vậy hỏa liên đâu? ở chỗ nào? Tô mộc hàm đưa tay vào trong túi chữ vật, một luồng sáng ấm nóng tỏa ra nàng lấy ra dung tâm hỏa liên, đóa hỏa liên tỏa ra ánh sáng cùng sự ấm nóng như thắp sáng tia hy vọng, sưởi ấm sự lạnh lẽo trong tim tô mộc hàm. nàng mỉm cười, ta đã phải cất giữ rất kỹ, không dám làm hỏng nó dù chỉ một sợi. đúng lúc này lão nhị thúc tô hoành viễn của nàng đột nhiên đứng dậy cười đầy nham hiểm, lão phóng thích uy áp của kim đan lục trọng, vươn tay về phía tô mộc hàm hét lớn, đem qua đây cho ta. tô mộc hàm mặt tái mét ôm lấy dung tâm hỏa liên lùi về sau, nàng sợ hãi hết lên, nhị thúc. đúng lúc này một bóng người lao đến chắn trước nàng. Tiêu Huyền đã ra trận bảo vệ đồ nhi của mình. Tô Mộc Hàm ngước nhìn Tiêu Huyền, nàng cảm thấy thật an toàn, đáng tin cậy. Tiêu Huyền phẫn nộ nói, ta xem ai dám động vào Mộc Hàm. Nói rồi anh thi triển kiếm quyết phóng đi, dạy cho lão nhị thúc tham lam kia một bài học. Lão Tô Hoành Viễn căng mắt nhìn kiếm khí đang lao đến, mồ hôi túa ra như mưa. Lão bấn loạn, gì thế này, không hay rồi, không thể sơ suất đối địch với người này. Trong 36 kế chuồn là thượng sách, nghĩ rồi lão vội tránh đi. Không ngờ kiếm khí của Tiêu Huyền có thể chuyển hướng, đuổi sát lão ở phía sau. Phập, một kiếm khí cắm ngay trước mặt lão, lão Tô Hoành Viễn như chết đứng mà dừng lại. Phập phập phập, cứ thế tất cả kiếm khí vừa vặn ghim lão dính đét vào tường. Tí nữa thì lão đã có thể bị đâm thành cái rổ. Video đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn quan tâm và theo dõi và hy vọng các bạn sẽ yêu thích video của mình. Các bạn có thể ấn vào nút đăng ký cũng như chuông để nhận được thông báo video tiếp theo một cách nhanh nhất. Mình xin chân thành cảm ơn.